Chu Vĩnh Khang, từng được coi là một trong bốn con hổ mạnh nhất, lũng đoạn cả chính trường Trung Quốc, bên cạnh Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch. Thế nhưng, khi con rồng Tập Cận Bình lên nắm quyền, thì lần lượt bốn con hổ này đã phải vào nồi nấu cao. Trong đó thì phải kể đến phát súng đầu tiên khai màn, đó là vụ đại án tham nhũng Chu Vĩnh Khang, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, từng đứng ngang hàng và cũng từng là cánh tay phải đắc lực của chính Tập Cận Bình. Nhưng rồi thì cũng không thoát khỏi vòng xoáy tù tội. Ngày mà Tập Cận Bình mới chập chững bước vào đường đua quyền lực, Chu Vĩnh Khang là một tay trợ thủ đắc lực, là người đóng vai trò quan trọng cho việc củng cố nền tảng quyền lực của ông Tập, từng nắm trong tay các lực lượng an ninh, thực thi pháp luật tại Trung Quốc. Quyền lực của Chu được cho rằng lớn thứ ba tại quốc gia này. Không chỉ ăn tiền đút lót, mà ông ta còn dựng lên cả một đế chế tham nhũng khổng lồ, vươn vòi bạch tuộc vào những ngành kinh tế trọng yếu, đặc biệt là dầu khí. Và đừng quên, đây cũng là một kẻ tàn bạo, sẵn sàng ám sát bất kỳ ai dám chống đối hay làm lộ bí mật đen tối của ông ta. Thế nhưng, vào năm 2013, khi Tập Cận Bình phát động chiến dịch đả hổ diệt ruồi, thì con hổ đầu tiên mà ông ta nhắm tới chính là Chu Vĩnh Khang. Chiến dịch này được nhiều người cho rằng tuy khoác lên mình vỏ bọc cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng thực chất là một đòn thanh trừng chính trị, quét sạch những kẻ cản đường, để ông Tập khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình. Tất nhiên là chúng ta không thể kiểm chứng được quan điểm này, nhưng dù sao thì với con dao sắc bén mang tên đả hổ, ông Tập đã không chỉ tiêu diệt các đối thủ còn sót lại ở thời kỳ Chu Vĩnh Khang, mà còn mở đường cho một chương mới trong lịch sử chính trị Trung Quốc. Chào mừng đến với Battleground khám phá. Mối quan hệ với Tập Cận Bình. Chu Vĩnh Khang không phải là cái tên tầm thường trong giới chính trị Trung Quốc. Ông chính là hiện thân của quyền lực và tham vọng vô độ. Khác với ông Tập, vị thái tử với dòng dõi cách mạng, Chu sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền đông Trung Quốc. Cha ông là một nông dân mù chữ, nhưng sẵn sàng vay mượn tất cả chỉ để cho con tới trường. Thông minh và chăm chỉ, Chu Vĩnh Khang đã không làm người cha mình thất vọng. Và ông đã trở thành một trong số ít sinh viên địa phương trúng tuyển vào một trường đại học danh giá ở Bắc Kinh. Và không lâu sau đó, Chu Vĩnh Khang đã xây dựng được một đế chế quyền lực vững chắc trong lòng Trung Quốc. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1960 tại các mỏ dầu, Chu Vĩnh Khang đã nhanh chóng chứng tỏ mình là một lãnh đạo xuất sắc. Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc CNPC. Ông đã lèo lái tập đoàn này thành một gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ, với doanh thu khổng lồ lên tới 120 tỷ đô một năm. Sự bứt phá của CNPC trên thị trường quốc tế dưới sự lãnh đạo của ông này chính là bệ phóng cho sự nghiệp chính trị của Chu Vĩnh Khang khi ông gia nhập chính trị vào năm 2002. Thế nhưng không dừng lại ở đó, khi Chu Vĩnh Khang nhậm chức vụ ở Bộ Công an, ông không chỉ tiếp quản một cơ quan an ninh mà đã xây dựng cả một đế chế quyền lực khổng lồ, biến Bộ Công an thành công cụ mạnh mẽ để củng cố quyền lực của mình. Trong thời gian cầm quyền, Chu Vĩnh Khang đã thực hiện hàng loạt những cải cách táo bạo, điều động nhân sự chủ chốt và thiết lập quyền kiểm soát toàn diện đối với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật. Quyền lực của Chu Vĩnh Khang như một bước lên mây khi mà Tập Cận Bình lên làm Phó Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2008 và mở ra một giai đoạn hợp tác đầy toan tính và quyền lực. Chu Vĩnh Khang đóng một vai trò không thể thiếu trong việc vận động sự ủng hộ từ nhiều tầng lớp lãnh đạo khác trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và góp sức đưa Tập Cận Bình lên vị trí Tổng Bí thư. Mối quan hệ giữa Chu và Tập vào thời kỳ này không chỉ thân thiết mà còn đầy chiến lược. Chu coi Tập như là một đồng minh chính trị then chốt và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ và mở rộng quyền lực của Tập. Hỗ trợ Tập không chỉ củng cố vị thế của Chu mà còn giúp bảo vệ quyền lực của Chu Vĩnh Khang trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhóm lợi ích mang tên Thượng Hải Bang, mà Chu là thành phần chủ chốt. Khi các công ty tập đoàn thuộc nhóm Thượng Hải Bang gặp phải sự giám sát, chính ông Tập Cận Bình đã can thiệp để tránh những hình phạt nặng nề, thậm chí là đảm bảo rằng các chính sách thuế có lợi được áp dụng cho các công ty này. Ngược lại thì Tập Cận Bình cũng có những toan tính riêng khi tận dụng sự hỗ trợ của Chu Vĩnh Khang. Nó đã giúp ông xây dựng nền tảng quyền lực vững chắc. Trước khi bắt tay liên minh với Chu Vĩnh Khang,
Tập Cận Bình cũng đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, nhưng ít được chú ý hơn. Đỉnh điểm là khi ông giữ chức Phó Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Hai vị trí này, tuy chức vụ thì cao hơn, nhưng thực quyền thì chưa chắc đã vượt được Bộ trưởng Công an như chú Vĩnh Khang. Trong tình thế đó, dù mang nhiều tham vọng, nhưng ông Tập rất biết cách che giấu. Và để đạt được mục tiêu, ông Tập buộc phải xây dựng thế lực. Khi nhìn thấy cơ hội, ông đã nhanh chóng nắm lấy và biến những liên minh như với chú Vĩnh Khang thành những bệ phóng vững chắc cho giấc mơ quyền lực của mình. Liên minh với một nhân vật quyền lực như chú Vĩnh Khang không chỉ giúp ông Tập mở rộng ảnh hưởng mà còn tạo ra một bức tường phòng thủ vững chắc trước các đối thủ chính trị. Trong những năm đầu ông Tập Cận Bình nắm quyền, thì chú Vĩnh Khang với quyền lực khổng lồ trong các lực lượng an ninh đã là nhân tố chính giúp duy trì trật tự và ổn định. Chu đảm bảo rằng các đồng minh của ông Tập sẽ được bầu vào các vị trí quan trọng trong Đại hội Đảng vào tháng 11 năm 2012. Và điều này đã giúp Tập có đủ sự ủng hộ để trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự đồng thuận này là cực kỳ quan trọng để tạo ra sự ổn định chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và để ông Tập thực hiện các chính sách của mình. Chu Vĩnh Khang với ảnh hưởng trong ngành dầu khí và các lĩnh vực kinh tế khác đã giúp ông Tập xây dựng được mối quan hệ với các doanh nghiệp và nhóm lợi ích kinh tế. Thế nhưng, khi mà Tập Cận Bình vừa trở thành Tổng Bí thư và cả Chủ tịch nước, ông đã bắt đầu xây dựng một nền tảng quyền lực riêng và không còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Chu Vĩnh Khang. Tập Cận Bình nhận thấy rằng, để củng cố quyền lực lâu dài, ông cần phải cắt đứt các liên kết với các nhóm thế lực cũ và thiết lập một quyền lực độc lập. Và điều này dẫn đến sự thay đổi trong cách nhìn của Tập với Chu, từ đồng minh trở thành mối đe dọa. Chính vì vậy, vào cuối năm 2013, Tập Cận Bình đã công bố chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn nhằm vào cả hổ và ruồi. Dưới vẻ ngoài của một cuộc chiến chống tham nhũng, thực chất đây có thể coi là một chiến lược nhằm làm suy yếu nhiều đối thủ và củng cố quyền lực cho mình. Chu Vĩnh Khang, người được mệnh danh là Lão Hổ trong chính giới Trung Quốc, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của chiến dịch này. Chu Vĩnh Khang đã bị điều tra với các cáo buộc nghiêm trọng như tham nhũng, lạm dụng quyền lực và vi phạm kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc điều tra này không chỉ là một cuộc chiến chống tham nhũng, mà còn là một phần trong các chiến lược của Tập Cận Bình nhằm làm suy yếu các đối thủ và củng cố quyền lực của mình. Và Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2014. Và cuộc xử án của ông ta diễn ra vào năm 2015 với nhiều bản án nặng nề. Runners.vn và bất ngờ gì tại Sắc Tanh Việt Nam mùa 7? Không chỉ là một website thời trang, Runners là công nghệ cá nhân hóa trang phục của bạn. Đa dạng công cụ, hàng triệu mẫu thiết kế, Runners giúp thỏa sức sáng tạo phong cách của riêng mình. Sản phẩm chất lượng, giá chỉ từ 1xx, free ship dù chỉ một áo và bí mật đang được hé lộ tại Sắc Tanh mùa 7 tập 5 phát sóng vào 20:30 ngày 26 tháng 8. Hãy cùng đón xem để nhận ngàn quà tặng từ Runners và Sắc Tanh nhé! Đế chế tham nhũng của Chu Vĩnh Khang. Đế chế tham nhũng của Chu Vĩnh Khang không chỉ là một chương sách quyền lực mà nó còn là một sự tha hóa tới mức không thể tưởng tượng nổi. Từ một cậu bé nghèo khó ở Tứ Xuyên, Chu Vĩnh Khang đã dùng nhiều thủ đoạn để xây dựng cho mình một đế chế quyền lực mà tham nhũng và hối lộ trở thành những chuyện thường ngày. Khi Chu nắm đại quyền tại tập đoàn CNPC, ông không chỉ đơn thuần quản lý một tập đoàn dầu mỏ, mà Chu đã biến CNPC thành một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ, đồng thời xây dựng một mạng lưới tham nhũng rất tinh vi và khủng khiếp. Doanh thu hàng năm lên đến 120 tỷ đô. Thế nhưng đằng sau con số ấn tượng này là một hệ thống tham nhũng tinh vi và rộng lớn. Nó trở thành nguồn tài chính khổng lồ để mua chuộc nhiều quan chức, doanh nhân và những kẻ trong giới chính trị mà ông ta kiểm soát. Những khoản tiền hối lộ ước tính lên tới cả 6 tỷ đô được chuyển giao qua nhiều kênh mở ám và các bản hợp đồng béo bở với các công ty con của CNPC đã trở thành công cụ để Chu Vĩnh Khang củng cố quyền lực và làm giàu cho bản thân. Khi Chu Vĩnh Khang chuyển sang Bộ Công an, đế chế tham nhũng của ông không chỉ được mở rộng mà còn như cá gặp nước, trở thành một cỗ máy tham nhũng toàn diện. Ông ta biến Bộ Công an thành trung tâm quyền lực khổng lồ và một chiếc máy bơm tiền tham nhũng khổng lồ. Chu không chỉ điều hành các hoạt động an ninh mà ông ta thiết lập cả một hệ thống kiểm soát tinh vi, thao túng nhiều cơ quan tình báo và đưa các đối thủ vào tình thế khó khăn. Các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật
đã trở thành công cụ để bảo vệ lợi ích cá nhân và các nhóm lợi ích của ông. Chu Vĩnh Khang đã sắp xếp một vài chiến dịch chống tham nhũng chính thức, không chỉ để đối phó với các vụ việc, mà để bảo vệ những kẻ ủng hộ mình và duy trì mạng lưới quyền lực. Đặc biệt, các doanh nghiệp và quan chức thuộc nhóm Thượng Hải Bang đã được hưởng những lợi ích khổng lồ từ sự bảo vệ của Chu Vĩnh Khang. Khi công ty xây dựng lớn thuộc nhóm này, đó là Chinese State Construction Engineering Corp, trong nhóm này gặp rắc rối, chính quyền dưới sự chỉ đạo của Chu Vĩnh Khang lập tức can thiệp và đảm bảo rằng các dự án trị giá hàng tỷ đô la của công ty này vẫn được duy trì và mở rộng. Một vài chính sách thuế ưu đãi, miễn thuế tạm thời và các giao dịch mờ ám không chỉ giúp các công ty này vượt qua khó khăn mà còn duy trì sự giàu có của nhóm này. Ngoài ra thì Chu Vĩnh Khang còn tạo ra một mạng lưới các khoản vay ưu đãi, các hợp đồng công ích và các biện pháp hỗ trợ tài chính để củng cố quyền lực. Từ những hợp đồng khổng lồ trong xây dựng cơ sở hạ tầng đến việc kiểm soát các dự án tài chính lớn, Chu Vĩnh Khang đã xây dựng cả một hệ thống tham nhũng với quy mô rộng lớn, nơi mà lợi ích của ông và nhóm của ông luôn được ưu tiên. Sự bành trướng của đế chế này không chỉ khiến cho nhiều quan chức và doanh nhân phải cúi đầu tuân lệnh, mà nó còn tạo ra một vòng xoáy quyền lực và tiền bạc khổng lồ, không dễ gì có thể phá vỡ. Chu còn duy trì các mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp quốc tế. Điều này giúp ông ta bảo vệ đế chế của mình trên toàn cầu. Ông đã sử dụng các quan hệ này để đảm bảo rằng các công ty nước ngoài sẽ được hưởng ưu đãi lớn và các bản hợp đồng béo bở trong nhiều lĩnh vực như năng lượng và cơ sở hạ tầng. Từ năm 2000 đến năm 2014, các bản hợp đồng quốc tế trị giá tổng cộng hơn 15 tỷ đô đã được ký kết nhờ vào sự can thiệp của Chu Vĩnh Khang. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực chính trị và tài chính, Chu đã khéo léo điều phối các mối quan hệ để bảo vệ đế chế của mình, biến nó thành một mạng lưới quyền lực không thể bị khuất phục. Chu Vĩnh Khang còn được cả tạp chí Forbes đưa vào danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Cụ thể là trong danh sách này, vào năm 2011 của Forbes, Chu Vĩnh Khang đứng ở vị trí thứ 29, còn cao hơn cả nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, vốn xếp ở vị trí thứ 69, khi đó đang giữ chức Phó Chủ tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, khi mà chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình mở ra, thì đế chế của Chu Vĩnh Khang đã bắt đầu rung chuyển, và sự sụp đổ của ông ta không chỉ là một cú sốc trong chính trị Trung Quốc, mà còn là một dấu chấm hết cho một trường tham nhũng lẫy lừng, đầy máu và nước mắt. Từ đỉnh cao danh vọng đến ngập tràn trong bê bối. Từng được coi là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất Trung Quốc, nhưng giờ đây đã trở thành một vết nhơ chính trị. Sự sụp đổ của ông nó không chỉ phơi bày những mặt tối trong cấu trúc quyền lực, mà còn làm rung chuyển cả một hệ thống chính trị vốn đầy phức tạp của quốc gia này. Đứng đầu tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang đã lạm dụng quyền lực để chi phối cả ngành công nghiệp khổng lồ và giàu có này. Ông tích lũy được một khối tài sản khổng lồ từ các bản hợp đồng dầu khí bị thổi phồng giá trị, đã nhận hối lộ và lợi ích bất chính từ các hợp đồng này lên tới tổng trị giá 17 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2,5 tỷ đô. Số tiền này bao gồm cả nhiều khoản hoa hồng và lại quả từ việc cấp phép khai thác và phân bổ các hợp đồng xây dựng trong ngành dầu khí. Không những vậy, Chu Vĩnh Khang còn lợi dụng quyền lực của mình để can thiệp vào thị trường bất động sản, tích lũy được khối tài sản khổng lồ từ các giao dịch bất động sản. Ông và gia đình đã mua lại nhiều khu đất vàng tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, và đương nhiên là với giá rẻ mạt, sau đó thì bán lại với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ riêng tại Bắc Kinh, gia đình của Chu đã sở hữu hơn 300 căn hộ cao cấp và cả biệt thự, với tổng trị giá ước tính lên đến gần 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3 tỷ đô la. Lợi dụng vị trí là người đứng đầu hệ thống an ninh và tình báo, Chu Vĩnh Khang đã bán các vị trí quan trọng trong cơ quan công an và tư pháp, cũng thu về hàng trăm triệu đô tiền hối lộ. Trong một vụ việc điển hình, ông này đã nhận 100 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 15 triệu đô, từ một doanh nhân để đảm bảo rằng người này không bị truy tố. Những hành động này không chỉ làm suy yếu hệ thống pháp lý, mà còn gây ra tình trạng bất ổn trong các cơ quan thực thi pháp luật. Không chỉ mình Chu Vĩnh Khang bị dính líu tới tham nhũng, mà cả gia đình ông này cũng bị lôi kéo vào vòng xoáy tội lỗi. Con trai của Chu Vĩnh Khang là Chu Mân đã bị cáo buộc sử dụng mối quan hệ của cha mình để xây dựng một đế chế kinh doanh vững mạnh trong ngành dầu khí, nơi mà không có bất kỳ một rào cản pháp lý nào có thể ngăn cản anh ta. Sự thật này chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới quyền lực
và tham nhũng của Chu Vĩnh Khang đã thiết lập, nơi mà nhiều cộng sự và người thân của ông này đều hưởng lợi từ những mánh khóe quyền lực và tài chính mà ông ta tạo ra. Ngoài các cáo buộc về tham nhũng, Chu Vĩnh Khang còn bị cáo buộc là liên quan tới một âm mưu chính trị lớn nhằm lật đổ Tập Cận Bình. Đây là một diễn biến đầy kịch tính và phức tạp. Khi mà Chu Vĩnh Khang, người đã từng ủng hộ Tập Cận Bình trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, lại bắt tay với Bạc Hy Lai, một cựu ủy viên Bộ Chính trị khác, để xây dựng một phe cánh riêng. Kế hoạch lật đổ Tập Cận Bình mặc dù không thành công, nhưng đã gây ra một làn sóng thanh trừng chính trị mạnh mẽ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đó có lẽ cũng là giọt nước tràn ly để Tập Cận Bình tiến hành thanh trừng Chu Vĩnh Khang. Sự xa hoa trong lối sống và đạo đức giả của Chu Vĩnh Khang cũng là một trong những yếu tố khiến ông ta trở thành mục tiêu chỉ trích. Trong khi ông này luôn tuyên bố ủng hộ các giá trị cộng sản và kêu gọi chống tham nhũng, thì thực tế cho thấy ông ta đã sống một cuộc đời xa hoa với vô số biệt thự, tài sản đắt đỏ và một lối sống phô trương không ngừng. Cuộc sống của ông này được cho là gắn liền với nhiều mối quan hệ ngoài luồng, những hành vi đạo đức giả, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mà ông đang xây dựng trước công chúng. Ngoài những bê bối tham nhũng, ông Chu còn dính tới bê bối về đời sống cá nhân. Không thể tưởng tượng nổi, một quan chức Bộ Công an lại có tới 29 nhân tình và khoảng 400 trường hợp theo kiểu tình một đêm. Hơn 400 người phụ nữ, hầu hết là những người làm việc trong lĩnh vực giải trí, truyền thông và thậm chí là cả một số quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, diễn viên, người mẫu và thậm chí là cả sinh viên đại học. Các mối quan hệ này được bảo vệ rất kỹ lưỡng và ông đã sử dụng quyền lực của mình để đảm bảo rằng các nhân tình của ông ta sẽ được đối xử ưu ái, từ việc cấp nhà ở, xe cộ cho tới việc thăng tiến trong sự nghiệp. Tất cả đều được chi trả bằng ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn tài sản tham nhũng của Chu Vĩnh Khang. Khi bức màn bí mật về Chu Vĩnh Khang được vén lên, ông này từ một trong những người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc đã trở thành một biểu tượng đen tối của tham nhũng và lạm quyền. Cuộc đời của Chu Vĩnh Khang từng được bao bọc bởi quyền lực vô hạn và lối sống xa hoa đã kết thúc trong sự nhục nhã và cô lập. Sau phiên tòa xét xử, Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân, không chỉ mất đi tất cả quyền lực và tài sản mà còn mất luôn cả uy tín và danh dự. Người từng là một trong những ông trùm chính trị kiểm soát toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia, giờ đây phải sống những ngày cuối đời trong cảnh cô độc trong các lồng hổ ở Tần Thành. Không còn những căn biệt thự xa hoa, không còn những kẻ su nịnh xung quanh, không còn những nhân tình lả lướt. Tất cả đã biến thành bọt biển, chỉ còn lại một Chu Vĩnh Khang trong cô độc của bóng tối do chính ông ta tạo ra. Cuối cùng thì kẻ từng nắm trong tay quyền lực khủng khiếp, làm mưa làm gió trên chính trường, lại chịu một kết cục thê thảm như vậy. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm trong tay mạng sống của hàng triệu con người, giờ đây lại đang gục ngã trong sự cô độc và nỗi ô nhục. Được Tập nâng đỡ như một con bà chiến lược, Chu đã từng nghĩ rằng ông ta có thể duy trì quyền lực mãi mãi. Thế nhưng cuối cùng, chính quyền lực đó đã trở thành chiếc thòng lọng siết chặt chính ông ta. Tập Cận Bình không chỉ đưa ông ta lên đỉnh cao quyền lực, mà còn dạy cho Chu một bài học đắt giá về sự nhẫn tâm và lòng tham. Đó là một cái giá quá đắt mà Chu đã phải trả cho những tham vọng không đáy và sự tàn ác vô độ của mình. Một kết cục bi thảm, nhưng là kết cục không thể tránh khỏi cho kẻ từng tự tin rằng mình là bất khả chiến bại.